riêng. Tài liệu này chưa bằng chuyên sâu nghe, mà tài liệu này là không được ha, đưa ra ngoài luôn á, cái này mới gọi là cái gốc nè, chứ thật ra những cái con sách số là toàn là không phải gốc đâu. Gốc có hả, là bên Kim Tam Cát mua bản quyền hết rồi. Mọi người nhớ được hết cái từ trường rồi phải không? Ai đây, ai iPhone này, ai đây? À chị đổ qua cái điện thoại hả chị? Chị tên gì? Chị giả dạ, em nè. Mở ra được chưa chị? Lâu rồi không dùng Zoom nên là quên mất cách bật mic. Hồi nãy bật rồi đó mà không biết sao mà nói không được á. Chị tên gì? Em tên là Toàn ạ. Toàn hả? Em với chị bằng tuổi đó. Dạ. Thay vì em biết anh em trước thì coi như là chị đi. Thì đó, vài bữa nữa nghe nói ảnh không có nhà thì chị tham gia nha. Anh em nhà em sắp đi tàu rồi. Thì chị tham gia xong rồi chị về chị dạy cho ảnh. Chị làm thầy ảnh luôn. Cái đợt vừa rồi nhà em có nhiều việc xảy ra quá nên anh cứ giục em học, em chưa có thời gian để học. May anh bảo là vào học đi. Dạ rồi, hiện tại bây giờ là mình sẽ hướng dẫn lại cái cách mà kiểm tra số cho nó kỹ nha. Bây giờ mọi người cứ đưa lại một cái con số nào đó của mọi người đi. Anh Hùng hồi hôm qua có những cái con số nào mà lưu ý không? Nhiều lắm. Rồi anh cứ đưa lên đi rồi để em hướng dẫn kiểm tra kỹ kỹ lại. Dụ như là 7662114131. À thôi, cái số này nó chỉ, ví dụ như là số 90707 907 07 7234. 72 34. Cái này đủ đủ số chưa? Cái này số 5 sử dụng số mấy anh? Cái này đủ số rồi đó. Mọi người 85. chữ có nhỏ không mọi người? Chữ nhỏ thì bảo em nha. Là ok rồi đó chị. 2 4 6 8 9 này là TikTok không anh? Cái này mẹ số 5 sử dụng. 85 em. 8 năm, dòng chuyển hóa hết. Nam nữ anh? Nữ. Nữ. Nữ vô nhìn vô là biết là không hợp rồi. Tại cái đuôi là đuôi duyên niên nè. Đuôi duyên niên là chắc cú là không phù hợp cho nữ nhân. Đầu tiên á, khi kiểm tra giải số là mình phân tích trước nha. 907, cái này là con ngũ quỷ. Ngũ quỷ ẩn không. Tiếp đó nữa là rồi, rồi ẩn không một cái nữa. Rồi 77 nữa, phục vị kéo dài. Trời bà này bà xu luôn rồi. Phục vị. Rồi tới thiên y. Bà phân tích cho chị nó dễ. Họa hại. Duyên niên. Trong một cái dãy số á, mà thí dụ đầu tiên nha, cái đuôi nếu như mà hung tinh thì là chắc cú là nó đã xấu. Đuôi hung tinh là xấu. Mình ghi cái xấu đây nè. Nhưng mà cái giải số này là đuôi cát tinh nha, là to là bỏ qua cái phần đó. Nhưng mà tuy nhiên á, ngoài ra thì á, là ngoài con không nhà mạng ra có con không khác thì cũng xấu luôn. Có hung tinh ẩn tàng. Mọi người mở mở mic lên đi cho gặp mặt cho nó vui. Hung tinh ẩn tàng không. Đi mở 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 mic lên em. Đi mở camera anh em. Hung tinh ẩn tàng không là xấu. Và thêm nữa, trong một cái dãy số hai con hung tinh đứng kế bên nhau là xấu luôn. Đó là vấn đề đầu tiên. Mà cái đuôi hung tinh đa số nha, mọi người nhớ nha, nếu mà cái đuôi hung tinh là đa số cái dãy số đó nó là mình kiểm tra nó phá rất nhiều.
Còn con không, con không, nếu mà nó đứng ngay cung nào thì nó phá hủy cung đó. Mà nếu như cái đuôi á, cái đuôi mà nó là con không luôn, là tất cả mọi thứ về không. Rồi tiếp theo nữa là để mình nhìn số là mình biết hay là nó là xấu hay là tốt rồi đó. Chứ cái dãy số này á, lúc nào cũng vậy, khi kiểm tra dãy số đầu tiên á, cái bước một là mình phân tích cái dãy số trước nha. Cái này là bước một, bước một phân tích cái dãy số. Bước thứ hai nữa là mình sẽ kiểm tra cái tính cách. Một lát xuống dùm này em gửi cho mọi người coi cái tài liệu, cái phần hồi sáng giờ em kiểm tra cho khách. Hồi hôm qua khách nhờ em kiểm tra một lượt 5 số, 6 số mà người ta trả phí nha, 550. Lại Mà tại vì chị có nói là thí dụ như kiểm tra gieo duyên là kiểm tra sơ thì gieo duyên không tốn phí, nhưng mà nếu như mà anh chị muốn tốn phí, có nghĩa là người ta kiểm tra nhiều quá đó, cái người ta ngại á, người ta muốn tốn phí, cái đấy một con số thì 86k, tại chị sinh năm 86 chị lấy 86.000, còn người khác á, người ta muốn lấy nhiều lấy, thầy lấy 200 mình lấy 186 cũng được, nhưng mà chị lấy 86.000 thôi, tại vì con số đó là chị thích. Còn có nhiều người ta lấy 99.000, tùy do mình. cái tiền á, Cái này đâu có quan trọng đâu, mà cung tài lộc cung cung lớn. Cái 6 số hôm qua gửi 550 thì chị có nói nếu như mà có gửi phí thì chị sẽ kiểm tra kỹ cho. Một lát những cái phần kiểm tra em sẽ gửi vô zoom cho mọi người tham khảo, tại vì cái này là em kiểm tra rất kỹ, không những đúng theo bài bản luôn nha. Tính cách, cái cách kiểm tra nè, để ghi chỗ này cho mọi người làm cái lý thuyết luôn nha. Bước hai là làm tính cách. Bước thứ ba thì mình sẽ kiểm tra tới cái phần chuyển hóa năng lượng. Chuyển hóa năng lượng là mình nhìn biết luôn cái từng năm á, năng lượng từng năm. Rồi tiếp nữa là mình sẽ tới cái phần tài vận. Rồi bước năm là hôn nhân, bệnh. Và khi kiểm tra cho khách thì mình nó phải rút ra một cái nữa, tổng lợi như tổng kết lại, thì ở đây em dùng cái từ là lời khuyên đó, mình phải tổng kết lại. Và với ra rồi, và với cái dãy số này thì cái tính cách nha, mọi người kiểm tra theo cái cách là như vậy nè. Nhiều, thứ nhất là nhiều, xong tới mạnh, rồi tới yếu. Hôn nhân cũng vậy, hôn nhân cũng nhiều. Đây là cái công thức chung để kiểm tra dãy số á, mạnh yếu. Bệnh cũng vậy luôn. Còn cái phần chuyển hóa năng lượng thì mọi người đã học căn bản của thầy cái bữa mà hôm mà đào tạo đó, thì cứ chia ra hai con, cứ chia ra hai con hai con. Thí dụ như cái này là chín không rồi tới không bảy rồi tới bảy không bảy, thì nói chung hai con nó sẽ là một năm chuyển hóa năng lượng á. Hai con sẽ là một năm, cái dòng chuyển hóa là từ 8 tới 10 năm. Em phân tích lại cái phần nè, để em hướng dẫn đầu tiên cho mọi người là cái phần mà kiểm tra cái chia ra cái năm nha. Ví dụ 9 không
đó, không phẩy rồi xong, 7 không. Rồi 07. Cái số 5 này mà mọi người biết, mà mọi người hả kiểm tra cho khách, mà mình nắm nghe được cái năm mà mình nói rồi, rất là chuẩn luôn á. Rồi tiếp tới là 34. Đó, 1 2. Dĩ nhiên cái con 90 này nè là năm thứ nhất nè. Rồi tới 07 là năm thứ hai. Rồi á hả là 70 là năm thứ ba. Rồi 07 là năm thứ tư. Rồi 77 là năm thứ năm. Nhằm ra cái dãy số này, cái người này từ năm 1 nè. Như chỗ này đi. Từ năm 1. 1, 2, 3, 4, 5. Đến năm thứ năm. Nằm chết, nằm trong cái cung á hả là ngũ quỷ. Ẩn không. Mà nhiều năm như vậy nên mình kêu bằng ngũ quỷ ẩn không kéo dài á. Trời ơi, sập hầm sập hố dữ lắm luôn. Rồi tiếp tới thì dĩ nhiên là cái năm năm thứ sáu này, năm thứ sáu là ngay cung thiên y nha. Năm thứ bảy thì ngay cung họa hại. Đó là cách kiểm tra năm. Năm thứ tám thì là ngay cung duyên niên. Nhưng mà mọi người nhớ nha, cái cách kiểm tra năm á thì lúc nào cũng vậy, mình dùng từ khoảng. Ví dụ giống như là bây giờ mình hỏi khách nha, có phải là năm thứ nhất, khoảng chừng năm thứ nhất đến năm thứ năm trong giai đoạn ngũ quỷ nè, thì bao nó đã là hung tinh ẩn tàng, dĩ nhiên cái giai đoạn này xấu chắc rồi, nên là mình trong những cái giai đoạn này thì anh chị xảy ra những cái vấn đề, ví dụ như con ngũ quỷ ẩn tàng thì nó sẽ xảy ra những vấn đề gì, đầu tư thất bại, thất về những cái suy tính, sập hầm sập hố, nó rồi liên quan mổ xẻ đó, thì mình lúc nào cũng vậy, mình dùng từ khoảng, đó là cách kiểm tra số 5 nha. Rồi bây giờ quay lại tới cái phần mà em kiểm tra tính cách và cái dòng chuyển hóa đem hướng dẫn kỹ lại. Cách kiểm tra số 5. Tính cách. Thì hồi nãy đã nói rồi, cái nào mà mạnh, cái nào nhiều, cái gì cũng vậy, nhiều trước, mạnh sau. Cái mạnh yếu thì theo cái bảng mà cái bảng chuyển hóa, ví dụ như con thiên y đi, 3 1 1 3, ví dụ như thiên y gì nè thì 3 1 nè, rồi hả là 1 3 6 8, 8 6 đó là mạnh, xong rồi những cái con lại thì là nó yếu. Có mạnh yếu là nói như vậy. Rồi tính cách của người này, cái người này thì nó có ngũ quỷ nhiều nha, ngũ quỷ nhiều chắc cú là mình phải nói mạnh vô, mình phải tìm được cái mạnh nhất, lúc nào cũng vậy, kiểm tra dãy số tìm cái mạnh nhất và những cái gì mà nó cái điểm nhấn của con số này, để rồi mình khoét sâu vô cái chỗ đó là bảo đảm là hả là nó người ta mới làm mới đau, chứ không thôi mà mọi người không có tìm ra được cái mấu chốt của cái dãy số này, mọi người cứ nói lên nó tràn lan luôn, nhưng mà thực tế là nó không có đánh đâu vào hết trơn, và cái điểm chính đó mình chưa có tìm được thì mình nói sơ qua thì nói chung vậy, kiểm tra số như vậy thì nó chẳng có đạt. Và với cái tính cách của người này ngũ quỷ nhiều, ngũ quỷ nhiều thì dĩ nhiên là tính cách đầu tiên là thông minh. Mọi người coi tài liệu, trong tài liệu có mất cái tài liệu em đưa ngay cái chỗ bảng tính cách của ngũ quỷ á. Thứ nhất là thông minh, sáng tạo, đa tài, xử lý tình huống rất nhanh.
À, và quan trọng á, khi mình kiểm tra là lúc nào cũng vậy nha. Cái nguyên tắc là khen trước chê sau. Chứ mới đầu mình vô mình chê người ta liền á hả, ví dụ như mà thân thiết không sao, người lạ mà gần gần nữa người ta bắt đầu quay tao quên của mình cái bật khen trước chê sau đó. Rồi tính cách nè, thông minh sáng tạo đa tài, xử lý tình huống rất là nhanh, nhạy bén. Đó là cái những cái đặc tính của cái con ngũ quỷ. Tiếp theo đó nữa nào, tới nữa là quả hại. Quả hại nè, rồi thiên y, rồi diên niên, những con này đều trung bình hết, trung bình hết, nên mình nói mình muốn nói con nào cũng được. À, thiên y nha, thiên y là cái người này chủ, và nếu mà cái tính cách á, tính cách là quý cách thì là thiện lương, hay thích giúp người. Dạ, nóng quá. Mọi người dễ lắm, trong cái tài liệu cứ móc ra ngay cái chỗ tính cách là nói là y khuống cho nè, hay thích giúp người. Rồi tiếp nữa, cái con quả hại là giao tiếp tốt, giao tiếp tốt. Rồi cái con diên niên là kỹ tính, nỗ lực. Đó là cái tính cách của cái người này. Mình mới mình nhấn người ta ngay chỗ tính cách là y khuôn luôn, cái phần xác suất tính cách á hay là chúng dữ lắm luôn á nha, nếu mà cái sử dụng dạy số lâu. Xong cái tính cách rồi, bây giờ tới chuyển hóa năng lượng nha. Từng năm thì đó, hồi nãy giờ nói nè, từ năm thứ nhất đến năm thứ năm mình dùng từ khoảng. Khoảng 51 đến 5 năm thì cái người này suy nghĩ rất nhiều, và điều đầu tiên đa nghi, không tin tưởng ai, dạ hả, là con ngũ quỷ thì nó là chủ về suy nghĩ, nó cũng thích về những cái suy nghĩ luôn. Và trong những năm này, hỏi anh Hùng hỏi khách sạn luôn, ừ, trong những cái năm này có phải là mình thích về những cái suy nghĩ sai lầm? Đúng là giống như hôm qua em hướng dẫn anh á, một cung một từ trượt tới mấy cái là mình nói hết luôn, nhưng mà mình phải tương tác nha. Ừ anh chị ơi, có phải là những năm này á hả, là mình thức về những cái suy nghĩ tính toán của mình hay không? Suy nghĩ sai gây ra là đầu tư á hả, là thất thoát, đầu tư thất bại. Đó là một cái vấn đề của con ngũ quỷ về hả, thất thoát tài chính. Và trong những cái năm này hả, là không những là nó có liên quan tới mổ xẻ nữa nha, có thể liên quan mổ xẻ. Cái người ngũ quỷ này giác quan thứ sáu rất là nhạy luôn, nhưng mà ngũ quỷ này phá cách rồi, phá cách thường thường á, nó chiêu cảm cho mình những cái gì ta, ví dụ như quý cách á, thì giống như mình học bài về tâm linh nè, thì mình quý cách thì mình sẽ chiêm nghiệm tâm linh, mình sẽ học hỏi hả, làm những cái ngôn ngữ giỏi, hay là mình làm những cái ngành gì mà cần giá IQ cao. Nhưng mà nếu mà phá cách một cái nha, cái người này đang đa nghi mà tâm cơ á, làm cái kiểu mà lương ít lộng nhiều á, tâm cơ, nói chung là tâm cơ. Có những người có mang con ngũ quỷ ngay những năm đầu đắc giận dữ lắm luôn, nhưng rồi tới cái giai đoạn mà khi mà đắc giận rồi, làm có thể là tiền nhiều hơn cái con thiên y luôn, nhưng mà tới chừng mà nó thất một cái, nó sụp là toang hết, không còn gì hết. Tại vì cái kiểu mà lương ít lộ nhiều á, làm gian đó. Giống như Phan Công Khanh, cái dãy số điện thoại của Phan Công Khanh là ngũ quỷ không đó, cuối cùng người vô tù ngồi. Ngay cả con sim trợ mệnh của mình nữa, nó cũng không bao giờ trợ cho được những cái người mà có tâm cơ nha.
mình sử dụng cái con sim chợ mà anh kết hợp á, là mình phải hả thiện lương phước đức, mình phải gieo duyên nhiều chứ. Nếu mà mình hả dùng cái con sim chợ mệnh xong rồi bắt đầu mình nghĩ nó mình muốn làm chuyện gì cũng cũng được là không có được đâu á. Rồi tiếp tới nữa là cái năm 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 thứ sáu đó, cái năm thứ sáu thì nó trong cái giai đoạn chỗ này thì phải ghi cái ngũ quỷ ẩn thông để cho mọi người biết. Ngũ quỷ ẩn thông kéo dài, con phục dị á, con phục dị là dạng mà nó kéo dài ra kích mạnh và kéo kéo dài ra thôi. Tiếp nữa là cái con thiên y, trước là ngũ quỷ nha, ngũ quỷ cộng thiên y thì là có nghĩa là cái người này tuy là từng bị sập nhưng mà rất là giỏi chắc cú luôn. Tại vì hả trong khi mà đã sập quá trời rồi nè, đã sập quá trời rồi nhưng mà tới năm thứ sáu lại làm có tiền, vận dụng đầu óc làm có tiền rồi tính ra là rất là giỏi. Là suy nghĩ, cũng là suy nghĩ, làm những nghề mà liên quan tới suy nghĩ á, suy nghĩ nhiều, tạo ra tài chính tốt. Hỏi luôn khách làm nghề gì hả, hỏi khách này làm nghề gì á hả, để rồi biết á hả là làm những nghề liên quan tới tới cần độ IQ cao á. Mà mọi người nhớ lưu ý cái chỗ này nè, cái chỗ mà vừa thiên y nè nha, thiên y xong tới quả hại xong tới duyên niên, có nghĩa là đuôi là cái cát tinh mà cái dòng chuyển hóa nè, cát rồi hung rồi cát thì là cái đoạn này nó lại tốt đó, cái đoạn này nó lại tốt nha. Và mình nói là mình nói những cái chuyện tốt của đoạn này chứ không, mình không có nói chuyện xấu nữa. Mình phải kiểm tra cái dòng hung cát như thế nào, đặt trường hợp giống như là sao có con quạ hại là con hung tinh thì nó mới gọi là chuyển quá xấu, còn á hả là sao có con quạ hại này là cát tinh nên gọi là chuyển quá tốt. Tới cái lúc này thì quạ hại cộng với duyên niên thì dĩ nhiên quạ hại chủ về miệng giao tiếp tốt, nói nhiều, duyên niên là công việc, là có nghĩa là cái người này nói nhiều trong công việc trong những năm sau, năm thứ bảy thứ tám. Trong công việc nói rất nhiều. Nhưng mà tuy nhiên với nữ nhân mà sử dụng đuôi duyên niên ra không phù hợp rồi. Thì hả là mình nỗ lực nhiều cách mấy đi chăng nữa mình cũng không có bằng đàn ông hết trơn. Nỗ lực nhiều. Nhưng mà tài chính đổi lại không có xứng đáng. Đó là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là nuôi duyên niên thì thể hiện tiền tài động kẹt trong công việc, tiền tài không hanh thông. Động kẹt trong công việc. Đó, đó là xong cái dòng chuyển hóa. Tiếp nữa cái mình mới đi tới tài vận của con này. Tài vận thì ở trên đã kiểm tra hết rồi đó, bây giờ mình chỉ chốt lại cho khách thôi. Mà thường khi mà kiểm tra trên TikTok thì hả là đa số là mình chỉ nói sơ sơ thôi, chứ nếu mà mình kiểm tra như vậy là cũng rất là kỹ. Nhưng mà em thì em khuyên như vậy nha, tại vì hả là người ta thích em kiểm tra ai cũng khen hết trơn, khen là lý do sao, kiểm tra kỹ, kiểm tra kỹ. Còn những người khác người ta không kiểm tra kỹ gì đâu, nhưng mà đôi lúc có những cái mình cũng phải lượt qua bớt chứ không phải kiểm tra kỹ. Giống như là mình tương tác, khi mình tương tác thì mình sẽ kỹ hơn. Rồi tài vận cái dãy số này chốt lại. Đã từng đầu tư thất bại, bại mà hả tiền tài hao rất là nhiều luôn á, kéo dài nhiều năm no quá mà thất thoát rất nhiều. Nhưng mà tuy nhiên á, thì những năm sau làm lại được.
Tiền tài những năm này cái con chỉ 12 là cung thiên nghi yếu, nên mình dùng cái từ là tiền tài hay là lai ra đã rất nha. Tài vận có năm cũng chuẩn lai đai đã rít. Lai rai. Nhưng càng về sau dòng tiền giảm. Không xứng đáng công sức. Đó là cái phần về tài vận. Tiếp tới nữa là hôn nhân. Hôn nhân này cái điểm hôn nhân này là cái khả năng á, hả, là cái nè, hôn nhân thì kiểm tra cái mạnh trước, cái nhiều và cái mạnh thì cái con ngũ quỷ này nó điểm á, hả, là quá nhiều rồi nè, đánh mạnh vô cái hôn nhân. Xuất khẩu cãi nhau rất nhiều. Ủa, hấp đi cho ta. Cũng móc từ trong tài liệu ra ngay chỗ ngay mình tìm được cái nào mạnh này đó, móc ngay chỗ hôn nhân ngay con ngũ quỷ nó ra trước. Khắc khẩu cãi nhau rất nhiều, nếu mà trong giai đoạn này có khả năng là ly tán luôn, trong cái danh ly tán ly hôn, đó là một vấn đề. Vấn đề nữa là thì đó cái con họa hại ở dưới cũng là khắc khẩu cãi nhau, thiên y thì cũng cũng có một giai đoạn đẹp đẽ, nhưng mà cái con duyên niên thì nặng gánh. Không được sự hỗ trợ của ai. Thường á, mà nữ nhân nặng gánh là không được sự hỗ trợ của ai, cái áp lực tâm lý á, về nhà mà chồng không phụ giúp gì mình á, áp lực tâm lý hay là chỉ cần gia đình, chỉ cần tiền với con thôi, khả năng ly hôn cũng rất cao. Nên rồi á, cái người này vừa có con ngũ quỷ mạnh và cái con duyên niên này làm cho khả năng ly hôn cao lắm á anh Hùng. Đó, cái này là những cái điểm nhấn nè. Ok em. Nhưng mà không lẽ gì mình phán, có những người mình hỏi ra là có ly hôn luôn, mà không lẽ mình phán ngang ta có ly hôn, chứ là mình đâu có biết đâu, nên mình vẫn dùng một cái từ khả năng ly hôn rất cao, khả năng ly tán. Rồi xong hết cái phần hôn nhân rồi, bây giờ mình qua tới cái phần đó làm bệnh. Thì bệnh với cái dãy số này bao nhiêu cái bệnh của con ngũ quỷ móc ra hết. Cái điểm nhấn của dãy số này là con ngũ quỷ, nhưng mà cái đầu tiên của cái dãy bệnh của con ngũ quỷ là suy nghĩ nhiều nha, suy nghĩ nhiều, bệnh tinh thần. Đau đầu. Suy nghĩ nhiều. Stress. Có người trong cái giai đoạn đầu á, giai đoạn này nè, mình suy nghĩ nhiều á, stress đến nỗi là muốn tự vẫn luôn á. Đầu quá suy nghĩ thoát không ra. Mình phải dùng một từ có giai đoạn. Muốn nghỉ quẩn. Và cũng là cái đoạn mọi người nhớ nha, khi mà cái con ngũ quỷ mà nó ẩn không một cái, mọi người hỏi khách là như thế này, có phải là trong những cái giai đoạn đó mình có liên quan tới mổ xẻ không, mình có cái bị gì mà liên quan tới mổ xẻ hở không, mổ xẻ liên quan mổ xẻ có nhiều cái la luôn, y khuôn luôn. Và cái người này giác quan thứ sáu là cao nha, cái con ngũ quỷ này giác quan thứ sáu rất cao, cái điểm này là mọi người cũng nhớ là thấy con ngũ quỷ nhiều. Chỗ này đi, giác quan thứ sáu cao, mà cái bà này nè, bà có hai điều là
cái con ngũ quỷ, một cái giải số cái tính cách nha. Cái tính cách mà giải số mà có cái vừa có ngũ quỷ vừa có duyên niên. Hôm rồi anh Hùng nhớ không, rồi hôm trước em có nói sơ vụ này nè, mọi người nhớ nha, Ok, vừa có nhớ ngũ rồi. quỷ để ghi trên này cho mọi người, là những người nè ngũ quỷ duyên niên trong giải số mà nhìn thấy ngũ quỷ duyên niên rồi thêm có con tuyệt mệnh nữa thì thôi, khó tính, bảo thủ, đa nghi, không tin ai. Nè chị Quyền Anh, bả đâu rồi? Cái con này là cái số của bả nè, khó tính, bảo thủ, không tin ai, chắc luôn. Nên rồi thấy mấy con này mình kỹ lưỡng kiểm tra cho khách thì thôi, chứ với lại thêm một điều nữa nha, mọi người mà khi kiểm tra cho khách mọi người thấy mà có cái giải số ngũ quỷ á, cái con ngũ quỷ nè mà người ta chối bình thường lắm, tại vì lúc nào cũng vậy, lời nói không có thật hay chối lắm. Bởi vì thấy người ta nói ừ sờ hả, không đúng không đúng, không thật sự là không phải vậy đâu. Đó là những điểm lưu ý đó. Rồi. Tiếp tới rồi bệnh, bệnh xong rồi bây giờ đã xong hết rồi. Giờ mình bắt đầu mình chốt lại. Lời khuyên cái giải số này phải ngưng bỏ thôi. Tổng lại. Giải số hung. Buộc phải bỏ. Trời, chứ làm ăn đầu tư thất bại, và cái điểm khi mà một mình phải đánh vào tâm lý của khách nha. Tại vì cái người này nè, cái người này đó là có cái tính cách bảo thủ đa nghi, thì bây giờ chỉ có là mình phải đánh vào tâm lý của khách. Ừ, trong những năm vừa qua đã vất vả dữ trời lắm rồi mà cuối cùng là không có thành tựu gì hết, không mang lại gì kết quả hết, cái người này bảo đảm sẽ chối. Nhưng mà khi mà cái tâm lý của những cái người này nè, tiền và sự nghiệp cố gắng dữ lắm luôn, đã là một cái nữ nhân đứng vai trò là người nữ, nhưng mà hả là theo cung duyên niên đã quá nỗ lực, đã quá cố gắng, nhưng mà thành tựu không đạt gì hết đó. Người ta cũng tiếc được có khoảng thời gian của người ta, vậy mình đánh mạnh vào tiền và sự nghiệp của người ta, rất khó cũng do giải số này, và cái sự nghiệp vất vả cũng do giải số này. Nó là tổng quan là cái giải số như vậy. Thì đó, cái phần này em sẽ chụp lại để rồi gửi vô vô nhóm để coi như là cái từng bước kiểm tra. Mình cứ kiểm tra như vậy rồi từ từ ghi quen à. Và giống như là anh Hùng thì bây giờ đầu tiên là em thấy là anh nên phân tích cái tính cách của khách trước, và cái dòng chuyển hóa thường khi mà khách trên TikTok á, người ta hay quan trọng, người ta hỏi về tiền với tình cảm lắm. Thì mình đánh mạnh vô cái đó thôi, chứ mình cũng không cần phải nói cho nó nhiều nữa. Chừng nào khi mà tương tác á, tương tác thì mình nói nhiều vô. Đó là cái giải số của người này. Rồi mọi người còn có giải số nào nữa không? Còn giải số nào nữa không anh Hùng? Mình đã hai vợt vài số. Mà hồi nãy quên hỏi đi, chị vợ anh em chị tên gì vậy? Nãy hỏi mẹ nó Mình trả lời rồi. quên hỏi. Mình tên là Bùi Toàn. Chị Toàn nhớ nha. Chị Toàn. Chị thấy á, em chia sẻ vậy nó đơn giản, nó dễ hiểu không? Mọi người khi mà em chia sẻ có cái nào á mà mọi người không hiểu hay là cái cách như thế nào á thì mọi người nói nha. Để em Này là mình phải tại vì là nói thật là hôm nay mới có thời gian vào bắt đầu ngồi học buổi đầu tiên. Nên là cũng ngộ dần ra thôi, bây giờ phải ngồi đọc lại tài liệu. Chứ còn mới cái buổi đầu tiên thì mình cũng cũng chưa chưa thể hiểu hết được. thì đó, bởi vậy em tại sao mà em cũng phải kỹ, chậm 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 ghi từng bước cho mọi người, cách kiểm tra là vậy để rồi cho mọi người nắm á, chứ mình người mới cũng nhiều.
Anh Quân ổn không anh Quân? Ủa cái anh Hùng nó mất tiêu rồi. Em có ba số này nè chị. Chữ gì tới ba số lần vậy chị hai? Một hết dùng. Mà cái điều quan trọng á thì mọi người á hả là phải coi những cái lý thuyết căn bản của nghe. Những cái đó thì nó em thấy là cũng đơn nên rồi mọi người coi đi. Nếu như mọi người cần hôm nào mà thôi em cần phải hướng dẫn là cái đó thì em hướng dẫn lại. Chứ những cái đó thì đó, nó có trong video và những cái clip cơ bản của Nga rất là quan trọng nha. Đó là cái nền á. Coi cái đó là căn bản rồi xong những cái này thì từ từ chuyển hóa sau, hướng dẫn chuyển hóa sau. Rồi tiếp chị Tiên. 0937 0937 144 144 536 536. Rồi, lúc nào giải cũng số vậy, khi có một cái dãy số mình phải hỏi số 5. cũng chắc hơn 10 năm 10 năm, rồi nam hay nữ? nam. Ông này ông tới 45 tuổi hả? Số này nữa nè, Nhiều số vậy? ông dùng ba số lận Rồi đọc luôn. 097 Rồi 492 492 447 6 4476 rồi mấy năm? cũng như vậy luôn. Rồi. Tiếp. 038 Rồi. 6 Rồi. 066 238 đó. Mấy năm? Cũng vậy luôn, dùng làng ba số vậy Sao mà chắc hôn nhân có vấn đề quá. à, vậy mà hôm nay Xem biết. có vấn đề. Em hỏi Thì ai mà không biết em hỏi. Dãy số con ngũ quỷ nhiều quá này, biết có nói thật không? Đây. Năm bạc này, cái khúc này nè. Cái này chưa chắc nói thật đâu. Nè, một cái dãy số này nhìn kỹ đi, phân tích ra này nha. Cái dãy số đầu tiên, tuyệt mệnh có 37 là con tuyệt mệnh. Duyên niên có, ngũ quỷ có. Cái người này chưa chắc nói thật nha. Rồi cái dãy số thứ hai, 244, ngũ quỷ nữa đây, 97 đây. Có những người mà em chỉ nhìn dãy số người ta, mình có biết là mình có thể biết được người ta nói thật hay nói giả đó. Cái người này không không có nói thật đâu, mà tại sao cái hôn nhân có vấn đề? Lý do nè, đuôi ngũ quỷ là một vấn đề của dãy đầu tiên. Ở trong cái giai đoạn mà chính nè, có vấn đề, hôn nhân có vấn đề. Hôn nhân á, hôn nhân mà về mà có thể khả năng mà ly ly hôn với nha. Ly hôn nè là thường là đuôi ngũ quỷ mà. Đuôi ngũ quỷ. Đuôi ngũ quỷ mà nhiều thì đây là kiếp cấp 5 nè. Cái con này chưa chắc là ly hôn, nhưng mà những cái con sao thể hiện rõ. Nên là mình có thể đoán được. Ngũ quỷ nè, ngũ quỷ ví dụ nha, 818, cái này là chắc mạnh đó, những cái con mà mạnh đó. Hay là 881 là khả năng ly hôn rất là cao. Ngoài ra cái phần ly hôn thì nó còn sẽ liên quan tới lục sát và ngũ quỷ. Lục sát ngũ quỷ hay là ngũ quỷ với lục sát cũng liên hôn luôn. Trong cái đoạn này nè, vừa lục sát vừa ngũ quỷ nè, hôn nhân tam rồi rồi nè, thiên y ẩn không nữa. Thiên y ẩn không là hôn nhân rất xấu, mà là dạng mà theo cái kiểu mà dạng mà con thiên y ẩn không á thì là hôn nhân xấu.
mà nó có điều đặc biệt nè, là phát sinh người thứ ba ẩn giấu người tình. Yêu luôn người ta. Ba số này mà sử dụng lâu vậy, khả năng ly tán rất là cao đó tiên. Có những cái nhìn ra được nè. Cái phần mà thiên nghi ẩn không nè mọi người. Trong cái thời gian mà em lượng số cho khách đó nha, khi mà hỏi ra có những người đã ly hôn luôn rồi. Ly hôn mà ta nói hả là ly tán luôn á. Có những người mà đã nói là ẩn không rồi, ý em ẩn giấu người tình đã nói ẩn rồi. Đâu nhìn ra. Là có nghĩa là cái người kia chưa biết á. Nên cái vụ mà người ta nói ừ không có thì rất là bình thường. Nhưng mà từ từ thì mình nói số mình có sao thì mình cứ nói vậy. Tới đâu nhưng mà vẫn có người hả, tới chừng mà của mình cũng gieo duyên vậy thôi. À, em thì không có trường hợp đó nha, nhưng mà khi mà em kiểm tra cái dãy số mà thiên nhiên ẩn không nè, có người mà người ta ly hôn mà dạng giống như là bị vợ bỏ đi mà mất tích luôn á. Mất tích luôn á. Còn có người khác em mới thì lúc đầu á là không biết, nhưng mà sau đó rồi á hả, làm thời gian sau rồi cũng to ba cái dãy số này nè. Mình nói nếu mà cái trường hợp vậy mình kiểm tra cái dãy số mà một con số là được rồi tiên ơi, chứ mình kiểm tra nhiều quá sao xiết. Và ví dụ giống như là không có số 5 á, số 5 mà nó như vậy nè, thì em sẽ chọn cái con số mà 5 nhiều nhất em kiểm tra nha. Tiên còn đây không? Còn Đó, em kiểm tra cái số 5 nhiều nhất, còn những cái năm kia mình nói sơ được rồi. Rồi bây giờ em kiểm tra một cái con số đầu tiên nha. Cũng kiểm tra từng bước chậm chậm để rồi cho anh chị nắm bắt. Với con số đầu tiên nè, đầu tiên là mình sẽ phân tích ra. Sinh khí. Tuyệt mệnh. Họa hại. Sinh khí nữa. Duyên niên. Rồi ngũ quỷ. Dĩ nhiên hồi nãy đã nói rồi, mỗi con số mà đuôi hung tinh là cái con số này phá cách xấu chắc rồi đó. Rồi mình kiểm tra tới cái tính cách của tính cách. Cái nào nhiều thì mình nói trước. Và với con số này thiên nghi sinh khí nè, sinh khí được kích năm nè. Sinh khí với duy niên được kích năm nè, là hai con này nhiều nè. Là đầu tiên cái tính cách của này vui vẻ, vui vẻ là cung sinh khí á, vui vẻ yêu thương dễ kết nối. Móc cái phần tài liệu của tính cách ra, yêu thương dễ kết nối. Tiếp đó nữa là duyên niên thì là người này kỹ tính, nỗ lực, trách xong. Tiếp đó nữa là mình sẽ kiểm tra tới ngũ quỷ với tiện mệnh nè. Cái con ngũ quỷ với tiện mệnh nó có hai cái đặc điểm chung, đó là đều là người thông minh đó. Mà cái con tiện mệnh á thì á hả là nó quyết đoán, đúng sai rõ ràng. Rồi con ngũ quỷ là suy nghĩ nhiều, đa nghi. Rồi con họa hại là giao tiếp khéo léo. Đó, mình cũng giống như là thật ra tất cả mọi thứ là đều có công thức hết trơn á. Mọi người kiểm tra theo công thức vậy là từ từ nó ra hết trơn à. Và tiếp tới hồi nãy em đã nhắc rồi. Vừa có tuyệt mệnh, vừa có ngũ quỷ, vừa có duyên niên. Thì cái người này đa nghi, khó tin tưởng ai. Bảo thủ cố chấp. Ông này thôi chưa chắc gì thay đổi được số ông đâu em.
Và cái phần á, nếu như mà cái này là cũng là hả, là lời nói không thật á, nói không thật. Nhưng mà cái phần nói không thật này á hả, không lẽ mình đang kiểm tra cho người ta mình nói vậy, trừ khi nào người ta chối. Có những người, người ta nể mình thì người ta không chối nha, người ta thật nha, người ta tin thì người ta thật nha. Còn những người mà vô tình vô phiên lai á là người ta hay hay cãi lắm á. Ủa chị Hường họp xong hả chị Hường? Rồi tiếp tới nữa, tới cái phần chuyển hóa, chuyển hóa năng lượng từng năm. Hồi nãy em phân tích một lần thôi, lần này em không phân tích nữa nha mọi người. Để em nhìn chung bên đây cũng được rồi. Đó, chuyển hóa năng lượng từng năm. Thì cái dãy số này nè, đầu tiên á là sinh khí, sinh khí rồi tuyệt mệnh rồi quả hại. Đây cái đoạn này in đậm cho mọi người thấy. Này, cái đoạn này hai con hung tinh đứng kế bên nhau nè, tuyệt mệnh mà đứng với quả hại nè, là bảo đảm cái dạng cái đoạn này là nó phá cách đó. Rồi xong từ cái viên niên mà đi xuống ngũ quỷ nữa nè, là phá cách nè. Rồi chuyển hóa năng lượng, sinh khí cộng cho tuyệt mệnh. Cái phần chuyển hóa năng lượng thì trong cái phần tài liệu á, kéo xuống ở dưới mà cái file của em á, nó có phần chuyển hóa năng lượng á. Anh chị chỉ cần phân tích cái này ra, sau đó rồi hả là anh chị hãy làm móc ngay cái phần mà chuyển hóa đó đó, anh chị kê vô là y khuôn. À ba cái này mình đi chung đi. Tuyệt mệnh cộng với quả hại thì đó, sinh khí cộng với tuyệt mệnh là có nghĩa là trong cái mối quan hệ của cái người này, lúc đầu cái năm đầu tiên nha, cái năm năm đầu tiên nè là 093 nè, cái năm đầu tiên là có bạn bè, có quý nhân vui vẻ. Lúc nào cũng vậy, dùng từ khoảng khoảng năm, khoảng năm hai một hai, khoảng năm khoảng một, khoảng năm một năm hai đó, là cái người này vui vẻ, có nhiều bạn bè. Tại lý do của con sinh khí á, có nhiều bạn bè quý nhân. Nhưng mà tuy nhiên sao cái con sinh khí đó lại là hung tinh, nó chuyển quá xấu nha. Ví dụ giống như con hung tinh mà đứng trước ác tinh nó mới tốt, còn cái này đứng sau hung tinh. Cái năm 1 năm 2 có thì cái người này vui vẻ, có nhiều bạn bè, có nhiều quý nhân, nhưng mà tuy nhiên mối quan hệ không chất lượng, bạn bè xấu, mối quan hệ xấu. Và cái con tuyệt mệnh này nó sẽ chiêu cảm cho mình những sự cố đây. Tin người mất tiền. Đầu tư không thành. Đầu tư thất bại. Rồi. Và tới cái đoạn này nè, từ tuyệt mệnh mà chuyển qua quả hại nè. Xảy ra cãi vã thị phi. Cái giai đoạn này á hả, là cái con tuyệt mệnh mà đi chung với con quả hại á, nó còn chiêu cảm, mình phải dùng cái từ là chiêu cảm nha mọi người. Có những cái ha, mình không có biết được nào, phải dùng từ chiêu cảm. Chiêu cảm cái sự việc là liên quan tới giấy tờ.
chiêu cảm kiện tụng. Anh Hùng ơi, Anh nghe này, cái chỗ mã câu tuyệt mệnh nè anh, giống như hồi hôm em đưa số cho anh nhớ không? nè. Đó, thì cái con này nè, cũng là cái ví dụ như ngay cung tuyệt mệnh là những cái điều xấu nè, thì mình phải nói ra nha. Ví dụ như đặt trường hợp á, mình nói nè, ừ hả, là cái anh này là những năm này sẽ gây tin người mất tiền, đầu tư mất tiền, đầu tư không thành, anh bị vấn đề gì? Mình hỏi khách làm gì làm thì mình cũng phải hỏi khách nha, nhớ là hỏi khách. Lúc nào cũng vậy, là chứ giống như hồi sáng mới họp với chị anh Lê Bùi nè, là chị cũng là nhà chị cũng có một số cũ của chị là cung tuyệt mệnh, chị bị sao chị Bùi nói chị bị gì ta, chị bị đầu tư thất chị bị đầu tư không thành, đầu tư mất tiền, nhưng mà chị không có bị tin người. Còn em hồi xưa cũng vì cái con tuyệt mệnh này mà em bỏ số, thì em lại là vướng cái chỗ mà tin người mất tiền. Bởi vì một người hay là ít khi nào mà bị hot lắm, người ta bị hot là người ta xu dữ lắm luôn á, mà cũng sẽ có người bị hot nha. Nên rồi mình phải hỏi khách, giống như là chị bị cái gì. Nếu như mà người ta biết là người ta đầu tư thất bại, đầu tư không thành, mình đánh sâu vô cái đó, nói nhiều ra. Còn nếu như mà không có liên quan tới đó, người ta tin người thì mình chuyển qua cái vụ mà tin người, đánh mạnh vô cái đó. Có nghĩa là mình phải tìm được cái mấu chốt, cái điểm nhấn, rồi mình xoáy sâu vô. Mà lúc nào cũng vậy, hỏi cách tương tác, cần phải sự tương tác, cần phải sự nghiệm lý. Người ta không tương tác là mình không kiểm tra nhanh, tại vì mình nói không 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 hoặc mình mệt lắm luôn á. Và với lại cần tương tác để làm gì, đúng sai. Ví dụ như mà người ta cứ tương tác đúng 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 thì là những cái người khác người ta sẽ đánh giá nữa. Còn mình nói mà người khác mà khách mà không tương tác bỏ qua, nếu không tương tác bỏ qua thẳng luôn anh. Gặp như anh hồi hôm mà anh kiểm tra cho em làm thinh như vậy là em bỏ qua. Biết sao, một là mình không đúng thì mình biết, ừ khách này không đúng thì khách ta không nói thì mình lướt qua đi đó, để rồi đỡ mất công. Rồi không thôi hay là không tương tác là không thiệt tình, mất năng lượng mình lắm, nó là vậy. Phải hỏi khách mới được. Rồi tiếp tới nó nữa là, ừ về đi, ủa là gì, họa hại đi với sinh khí, họa hại Không, con trẻ còn ít hoa nổi nữa. họa hại đi với sinh khí. Họa hại thì là chủ về miệng, chủ về giao tiếp, sinh khí chủ về mối quan hệ. Nên là họa hại đi chơi chung với sinh khí là mình nói nhiều trong mối quan hệ. Mối quan hệ bạn bè có nhiều mà quay đi quay lại mọi người, tại mới á, mọi người thấy vậy chứ mai mốt mọi người mấy cái câu nè, quay đi quay lại nó y khuôn à. Rồi tiếp tới nha, sinh khí mà đi với duyên niên là nhờ cái mối quan hệ bạn bè hỗ trợ người này có công việc tốt. Rồi tiếp tới, duyên niên mà đi với ngũ quỷ thì là trong trong cái công việc của mọi người này nè, tính toán nhiều lắm, suy tính nhiều lắm, và thất vì những cái suy tính, thất về những suy nghĩ sai lầm. Liên quan thẳng tới công việc luôn, nó trước nó đằng trước là cung duyên niên, mọi người đánh thẳng là nè, ngay ngay liên quan cái phần công việc luôn. Ví dụ trước con ngũ quỷ này không phải là duyên niên mà con sinh khí, thì là chắc cú là trong những cái mối quan hệ của người này, bạn bè của người này thất vì những cái suy nghĩ sai lầm. Có nghĩa là mình tính toán đầu tư gì với người đó đó. Cái này á, khi mà con ngũ quỷ bị thất bại á, là thất do mình chứ không phải do người ta nha.
cái con tuyệt mệnh thất thì là do tin tưởng người, nhưng mà cái con ngũ quỷ do mình tính toán, mà mình tính toán sai. Tính cách chuyển hóa hôn nhân rồi tài vận, tài vận với cái dãy số này mọi người thấy em viết có hơi bị nhập nhằng không? Em viết có hơi bị nhập nhằng, bị rối lắm không? Tài vận với một cái dãy số mà không có thấy cung thiên y nè nha, không có thấy cung thiên y thì mình sẽ đánh giá người ta là như thế này. Mở cung ngũ quỷ, cung diễn niên nè, có nghĩa là tài vận chứ nỗ lực nhiều nhưng mà không xứng đáng, nỗ lực nhiều nhưng á hả đổi lại không xứng đáng với công sức, đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa, cái ngũ quỷ đuôi nè, cái đoạn này nó đã bị mất tiền nè, nỗ lực nhiều là không xứng đáng với công sức là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa, tầng thất thoát do tin người, do tin người rồi đầu tư tính toán sai. Hao tài, mọi người để ý đi, nhìn cái dãy số của người ta mọi người có thể liên tưởng đến cái cuộc đời của người ta 10 năm. Cái lúc này nè, trong cái mối quan hệ bạn bè nè, chắc cú là đã từng bị dụ dỗ mà thất thoát tài chính do tin người, nhưng mà sau đó lại là kỹ tính lợi đa nghi lợi. Nó nhìn luôn được là cả cuộc đời nè. Rồi tiếp nữa là tới cái bệnh. Cái bệnh cũng vậy, thì mình sẽ nói về cái nhiều, cái nhiều rồi xong rồi hả là cái mạnh, cái yếu trước và những cái nào xấu. Cái bệnh mà nó cái nào xấu là mình xoáy sâu vô, chắc cú là cái chỗ này nó sẽ có ảnh hưởng cái bệnh nè. Con ngũ quỷ nhiều thì là sinh khí nhiều nè, bảo đảm là có bệnh dạ dày đó. Nam mà hả là bạn bè nhiều thì giao tiếp nhiều, nhậu nhẹt nhiều nên sẽ có bệnh dạ dày. Hai nữa là duyên niên thì là đau lưng nhức mỏi, đau mỏi vai gái. Tiếp đó nữa, cái con ngũ quỷ, ngũ quỷ thì nó liên quan tới gì ta? Huyết quang mổ xẻ, nội tạng. Ngũ quỷ bệnh gì chị Hương? À, Hương nhà mình ơi, bệnh gì giấc ngủ nè, suy nghĩ nhiều, bệnh tim mạch. Ơi, Rồi. em còn chưa thuộc bài nữa đó mọi người. Giấc ngủ nè, tinh thần, tim mạch. Và cái con ngũ quỷ nó chiêu cảm cho mình tai ương ngoài ý muốn nè, huyết quang á, huyết quang là tai ương ngoài ý muốn á. Con tuyệt mệnh thì chiêu cảm cho mình á hả là dễ bị va quẹt giao thông. Cái chỗ nào xấu mọi người hỏi thẳng luôn, ví dụ trong những năm này nè, trong từ cái giai đoạn này là hồi nãy là cái số 5 nằm số mấy đi, có phải là trong những cái giai đoạn này mình đi đường dễ bị va quẹt giao thông lắm không, dễ bị té lắm không? Mình hỏi thẳng số 5 luôn, năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 nào, khoảng chừng á hả là trong giai đoạn 3, 4, 5 đầu nào, đi đường dễ bị da quẹt dữ lắm luôn. Cái con tuyệt mệnh xong rồi, bây giờ chốt lại
Ủa hình như em đang nói về ngũ quỷ thì em giờ quay qua chuyện mệnh rồi. Nói xong rồi. Tiện ơi. Vừa nói ngũ Thì ngũ quỷ nè, tinh thần, tim mạch, huyết quang. Như rồi nè. Đúng không? Đây là bệnh của ngũ quỷ nè, giấc ngủ, tinh thần, tim mạch, huyết quang, suy nghĩ nhiều, ngủ không được. vậy? Đó. Ồ, chị Hiếu này thiệt tình không, không theo kịp bài nha. Rồi. Là em đang nghe cái chữ của anh kìa, thì nói Vậy là cái luôn khác phải không? Bởi vì chị mới thế này cho nên chị cũng chưa có hồi định vị. rồi bây giờ tiếp lại tổng quan là cái dãy số này. Thứ nhất, tiền tài rất là ít, làm gì nỗ lực nhưng không xứng đáng. Thứ hai, thất thoát, hôn nhân xấu. Rồi xong xong rồi đó tiền. Rồi cái số này em kiểm tra nó em tương tác với hết chưa đi nó lại, mở máy lên sao em, mở cái mic lên. Đèn ở hơi thiệt tình à. Sao? Em được khách của em á giới thiệu qua cái ông chú này kêu coi giùm số. Hôm Ông qua chú em hả? cũng đựng trên TikTok. Rồi sao nữa? Thì tính trời gửi qua cho em ba số này em coi mà em chưa có coi. Rồi đi. Anh Hùng ơi. Bây giờ anh kiểm tra Ok. số thứ hai nha. Ok. Ok. Cái gì cũng vậy mình cũng phải thực hành. Ừ, rồi mình sẽ nhớ. Rồi cái gì để rồi em nhắc anh từ từ. Rồi với cái dãy số này mọi người thấy nhỏ không? Nếu nhỏ thì mở bự lên. Con chị thì thấy được. Thấy được không? Ok, được rồi. Tại vì nó nếu mà mở lớn quá cái mình sao ta không có viết được. Biết của ai mà. Là nam luôn. Em phân tích trước nha. Ngũ quỷ lục sát thiên y. Trời ơi, ông này gái gú lắm nha em ơi. Số này lòi ra gái một làng luôn nè. Hồi hôm em nghe anh Hồng anh kiểm tra cho khác mắc cười lắm. Trời ơi cái gì đâu gì ông Hùng cũng hên đó nha. Không vợ người ta không còn cái bên đó nha. Người ta vợ ngồi tới bên đó, người ta nói đi xuống đi nghe ông này nói làm chi. Cái Anh có hỏi trước mà vẫn là nhạy cảm, anh thường anh hỏi trước, anh hỏi là có qua xã kế bên không mà anh mới nói mà. thiệt á anh thiệt tình á, gì bắt tay cho giặc không à, mà làm phong thủy kiểu này tôi thua rồi. Cái con mà cũng 38 38 á chị, đầu 38 đuôi 38 em thấy cũng cái gú một trời luôn á. Thật ra cái năng lượng số nếu như mà chiêu nam nhân mà chiêu cảnh về về lục sát nhiều đó chỉ có hai nguyên nhân thôi, là một là gái gú giữ trời lắm luôn, ngoại tình chắc, hai là cái giới tính có vấn đề. Thì em thấy đó cái tính cách của người có lục sát là sao, nhẹ nhàng thước tha dịu dàng, mà nam nhân nhẹ nhàng thước tha kiểu này là xong rồi còn đâu nữa, là công dòng luôn rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đi anh. Nếu mà lục soát mà chồng của chị nè có 447 á, 447 thôi, nhưng mà nếu nói về gái cuối thì bị out Bị ao là chị đá chắc là đúng không? không, có nghĩa là nó không đúng á, nó Hả? không có ứng với Cái chồng số của. của có nghĩa là như thế này. Đúng là nó là như vậy, nhưng mà mọi người nha, mọi người cần phải liên kết. Liên kết. Thí dụ giống như nè,
cái người đó mà cái dãy phim á, là có lục soát, là chiêu cảm gái gú, chiêu cảm nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng mà bây giờ trong một cái dãy phim có Duyên Niên, có Thiên Y. Thiên Y là cái tình yêu chân thật, Duyên Niên là một người đàn ông kỹ tính, mà một người đàn ông á hả là chung thủy, thì làm sao mà ảnh hưởng tới gái gú, là có nghĩa là sẽ làm cho người ta thí dụ như nó được kéo về vậy đó, nó được kéo về vậy đó, cũng hên á. Em nghe chị ơi, ừ, sao nó cái em nghe chị, dạ em nghe. Dạ. Ừ đúng rồi. Ừ, thôi bây giờ vậy nè. Chiều chiều đi, chiều đi chị rảnh không thì em sẽ zoom với chị, rồi mà cái thắc mắc nào đó thì em chia sẻ luôn, tại giờ đang cũng đang đào tạo thêm nè. Chiều khoảng chừng bây giờ hiện tại là cái giờ rảnh là em từ 4 giờ tới 6 giờ. Tại vì giờ đó là hôm nay là cũng nhờ người mới vào nhiều đó nên cái giờ đó là nó đang trống với chị. Giờ đó chị khoảng chừng 30 phút à. Thôi bây giờ 3 giờ rưỡi rồi, thôi bây giờ 5 giờ đi ha, được không? 5 giờ tiện không? Chưa chị. Ủa sáng giờ đi làm hả? 5 giờ chị vô tiện không? Chị 5 giờ chị vô tiện không? Trời anh Hùng ơi, Nghe vô anh ơi, nè, luận hả em? dạ đúng rồi, nhưng mình thử đi anh, 10 năm 10 năm rồi. ngũ quỷ lục sát, thiên y lục sát, ngũ quỷ lục sát, trời ơi, một dãy Tính cách, tính cách nha, tính cách nhiều mạnh trước, nhiều mạnh trước. nhiều thì có thể hiển thị rõ là cái lục sát nó tràn đầy trong dãy con sim này, chứng tỏ người này là tinh tế, khéo léo, tỉ mỉ, thùy mị, nếu mà là nam dùng đúng không Nam giờ nam ta nói thì mỹ. em? Lục sát nhiều chắc chắn kể cả nam nó vẫn thùy mị mà, Nói lục sát quá nhiều hả? kìa. Lục sát nhiều quá kìa, nếu là nam thì Được chắc được chắn thì anh nhiều nói xong có vậy thì mình làm cho mình rồi. người này là cũng tinh tế tỉ mỉ, khéo léo nè, và đặc biệt đó là có khả năng chiêu hút người khác khá rất mạnh, hay còn gọi là đào hoa, mà cũng chính vì đào hoa cho nên là thường là những người này sẽ bi lụy sầu khổ vì vì tình, Buồn. dễ chiêu cảm người thứ ba, dễ ngoại tình mà khả năng hôn nhân mong manh, dễ dạn dạn vỡ và đổ gãy lắm. Nó giọng của anh Đây học là người chuẩn không? cũng đây Chuẩn. là người vô cùng là thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng là có nhiều cái tài tài lẻ và thông minh uyên bác này. Họ 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 cực kỳ giỏi, giỏi hơn những người mà cùng 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 trang lứa hay là cùng đồng niên, thì họ họ giỏi hơn rất là nhiều. Họ có thể nắm bắt đọc vị người khác một cách rất là chuẩn xác, nhưng mà tâm tư tình cảm thì dễ âm thầm độc đoán và Độc vị hả anh? Đâu có độc vị, trong đấy đâu có từ gì nào độc vị đâu. ủa hả?
Thông minh thôi còn À, có thể là ngũ quỷ nhiều quá thì sẽ chiêu cảm cho mình giác quan thứ sáu, anh dùng cái từ giác quan thứ sáu nhạy bén thì người ta sẽ hợp lý hơn. Còn độc vị là bây giờ hiện tại tụi mình là người độc vị người khác nè, nhưng mà cho mình tụi mình có giác quan thứ sáu thì tụi mình cũng phải học bộ môn này. Rồi, bỏ qua cái câu đi. âm thầm nội tâm thì âm thầm mà rất là suy nghĩ rất là cực đoan, một khi mà ngũ quỷ nó là kết hợp lục sát nó thì người này tâm lý thường là hay bất an, thay đổi thất thường, cũng nói chung là dễ bị vướng vào họa nữ nhân lắm. Người này làm cũng có năng lực kiếm tiền tự 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 họ bằng chính cái khả năng của chính họ, do cái tài thông minh uyên bác đó, nên họ có cũng có làm tôi được có tiền. Như là khéo léo có tiền ở thiên y đúng không? Đúng rồi, để nó tiền bằng chính năng lực của họ thôi. Thì cũng có quý nhân, Đúng nha. công việc cũng khá là hanh thông, là cũng có làm ra tiền, nhưng mà một chuỗi các cái hung tinh đi lên phía sau đó nó liên tục và kéo dài ba cái hung tinh liên tục thì người này có thể nói là chi tiền, kiếm được nhiều tiền cũng chi tiền, hoặc là cho gia đình hoặc là cho gái hết nếu là Đúng nam ra nhân dùng. đi tìm cho gái. Nó có cái đuôi là sinh khí thì về cơ bản nó cũng có cũng 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 tốt, nhưng mà nó không tụ được tài. Về cơ bản là nói về tiền tài nó không tụ được tài, có tiền thì cũng tiêu hết, tiêu cho gia đình, tiêu cho các mối quan hệ nó không chính quy, đặc biệt là tiêu tiền cho người khác giới, bởi vì nó chiêu cảm cái người khác giới quá mạnh, lục sát cũng dễ liên tục và không tụ được tài. Nói chung về cơ bản cái người dùng sim này, một chuỗi những sim này nếu mà dùng được 10 năm họ chiêm nghiệm ra là buồn nhiều hơn là vui, tài tiền tài thì không có, hôn nhân thì mong manh cụn vỡ dễ vỡ, chiêu cảm nhiều loại bệnh tật, Buồn à, buồn vui không sầu phiền muộn, đánh mạnh vô con ngũ dính quỷ vào anh, họa nữ nhân còn con ngũ quỷ hả. nữa, đánh mạnh vô con ngũ quỷ này nè, nên nãy giờ anh mới đánh tình cảm nè. Ngũ quỷ hồi nãy anh nói là người này rất là thông minh uyên bác, và hồi nãy hình như anh có nói rồi. Nhưng cái đó là mới tính cách Đúng nè anh đính, tại vì đa số người ta mà lên ta coi mình, người ta chỉ có hai cái điều quan trọng: tiền và tình cảm. Bữa nay tình cảm nhiều, về quen tới tiền. Ngũ quỷ thì là thường là họ có xu hướng là thích đầu tư, thích dòng tiền đến nhanh rồi đi rất nhanh, tiền đến nhanh mà đi còn nhanh hơn nữa, họ thích đây, Khoan nha. họ thích có Khoan. Tiền đến nhanh đi nhanh là của con tuyệt mệnh. Con tuyệt mệnh mới tiền đến nhanh đi nhanh. Cái con tuyệt mệnh là đến nhanh đi nhanh và những cái sự cố bất ngờ là của con tuyệt mệnh. Còn cái con ngũ quỷ là suy nghĩ mất về những cái suy nghĩ. Đắc giận thì đắc giận lắm, nhưng mà thất thì cũng cũng thất cũng con, nhưng mà là thất về những cái suy nghĩ. Họ thường mang cái tư tưởng là tâm lý rất là bất an và luôn luôn có cảm giác như không ai thừa nhận cái năng lực của mình. Đó đặc điểm của người ngũ quỷ ấy. Không ai thừa nhận cái năng lực của hay đầu tư mà cái bằng cái nguồn tiền là nó không minh bạch, không 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 chính quy, dễ đầu Đâu. tư vào những cái lĩnh vực mà họ, ví dụ như là Bitcoin hay là chứng khoán, Đó, thậm cái chí đó là là có con thể tuyệt mệnh, con tuyệt mệnh. Ủa? Nãy giờ anh đang nói Anh con nhớ tuyệt. là ngũ quỷ cũng có mà, anh nhớ Hả? là ngũ quỷ với tuyệt mệnh nó cũng khá khá là giống nhau Không về cái nguồn tiền này không không là có nè. nghĩa là nha, cái con tuyệt mệnh thì là hả liên quan tới những nghề á hả làm đầu tư, mà là đầu tư máu lửa nha, đầu tư máu lửa thắng thua. Ví dụ giống như là bất động sản nè, Bitcoin, chứng khoán, những cái đầu tư mà cờ bạc thì là con tuyệt mệnh. Mọi người nhớ nè, là những cái đầu tư máu lửa và những hả cái đến nhanh đi nhanh, những cái biến báo bất ngờ thì là của con tuyệt mệnh.
Còn cái con ngũ quỷ là cũng là đầu tư nữa, nhưng mà đầu tư thấp về những cái suy tính của mình. Hả? Ủa chiều nay sao bà ai rảnh bà kêu luôn, đi về trễ rồi. Cho bà chọn luôn chiều nay ai làm đó. Chưa sắp lịch cho nhân viên làm nữa. Nhắn luôn đây bà Duyên. Duyên làm cho tôi ly nước đi. Rồi tiếp đi anh. Anh Hùng, anh tài liệu quay chưa? Anh chưa. À. Chờ lát nữa anh mới đi. Anh sớm sớm đi. Tại vì nó rất là đơn giản luôn. Ví dụ giống như đặt trường hợp bây giờ tới cái chỗ mà thất thoát nè, thất thoát tiền mà mình biết ngay con ngũ quỷ, mình mau móc ngay cái chỗ mà tài chính với con ngũ quỷ ra là y khuôn. Rồi xong tới cái phần chuyển hóa thì con ngũ quỷ đi với lục soát nghe những cái gì móc ở dưới ra y khuôn. Tại vì cái tài liệu hôm rồi thì mọi người cũng, em cũng xin lỗi mọi người tại vì cũng sơ ý quá đi, cứ đưa cho người khác rồi xong rồi người ta sửa hồi nãy em không hay, em tính là hoàn chỉnh giống như thường khi, ai ngờ đâu người ta sửa nát hết trơn. Nên rồi chịu khó mọi người in lại giúp em. Thiệt khổ thiệt, tốt quá cũng là một cái tội. Để em gửi lại cho chị em với. Gửi rồi, gửi trong nhóm rồi, một lát em gửi lại, một lát em gửi lại. Không, chị không cần phải in. Hay thấy cái tài liệu ấy nó có một số cái năng lượng bị sai con số mà thiếu con số Trời ơi, nó là như vậy nè. ấy. Căn cơ á thì mọi người thấy em sợ không, mọi người xin em cho mà đâu phải cho tem không, là cho tem khác luôn, cho hệ thống luôn, ai cũng xin mà em quên khóa cái chức năng mà chỉnh sửa đó, ai cũng nhảy vô chỉnh sửa, chỉnh rồi nát luôn. Bữa em vô tình em phát hiện rồi xong em mới sửa lại, cho nên em kêu mọi người ngưng á. Thiệt Vẫn còn tình thiếu nha, vẫn còn thiếu số những cái số một số năng lượng anh nhìn vẫn còn thiếu số. bị xóa rồi bị thêm cái gì tùm lum hết trơn á, em vô em coi bị rối não luôn á. Bữa tiếng anh nói chị ơi em có em không hiểu, không lẽ thì em nói em cũng không hiểu luôn. Thiệt khổ ghê, nhưng mà yên tâm em khóa lại rồi, không còn mọi người muốn muốn chỉnh sửa thì mọi người tạo bản sao đem về máy rồi tự chỉnh sửa, chứ không cho chỉnh sửa trên cái này nữa, hư đồ của người khác hết. Trong vòng hiện tại hệ thống mình 500 người chắc cái tài liệu này cũng truyền đi tùm lum tùm la hết trơn rồi. Rồi bây giờ tiếp đi anh. Anh chỉ nói được đến đây thôi à? Rồi bây giờ vậy ha, tôi bị tôi quay tới hôn nhân. Vậy em tiếp nha. Ok. Dạ. Đối với cái giải số này thì anh Hùng anh nói như cái tính cách này là cái con lục soát nhiều nè, tinh tế thẩm mỹ mỹ khéo léo đào hoa u buồn là đúng, nhưng mà mình thêm một cái nữa nha, giao tiếp khéo léo hợp lòng người. Đó xong rồi tới con ngũ quỷ thì anh Hùng nói chuẩn rồi, và thêm nữa là cái con sinh khí, cái con sinh khí và thiên nghi, thì cái con sinh khí á thì là thể hiện là người vui vẻ, dễ kết nối yêu thương. Mình cứ lấy cái công thức mình đem ra rồi tự nhiên mình kiểm tra từ 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 ra hết trơn. Và cái người này có cung thiên y thì thể hiện là người này á là cũng thích giúp người lắm nha, thiện lương hay thích giúp người đó. Đó là thiếu cái phần này. Hồng này coi số toàn có tình cảm không, mà mốt kêu ông thầy bói tình cảm. Xong rồi bây giờ đó là mình tính cái tài vận nha, cái tài vận nè, cái tài vận thì mình tính theo chuyển hóa. Đây ngũ quỷ đi với lục soát thì thể hiện rõ cái năm đầu sử dụng cái dãy số này thì đã thất về những cái suy tính. Mọi người nhớ cứ con ngũ quỷ
là chủ về suy nghĩ, chủ về suy tính, thất bại tất cả mọi thứ, thắng cũng là do suy nghĩ mà thua cũng là do suy nghĩ. Còn cái con tuyệt mệnh thì là mất do tin người, thất do tin người, và những cái trò đầu tư máu lửa thắng thua, nó hai hai con nó khác nhau, nó chỗ đó thất về những suy nghĩ, tính toán sai mang tới u buồn buồn phiền, mang tới buồn phiền. Ông này bảo đảm hôn nhân con, gái gú quá mà ai chịu nổi, nhìn số là thấy con rồi, mà ví dụ vợ ở nhà mà thấy gái vậy ai chịu xiết. Rồi tiếp nha. Lục sát, lục sát mà đi với thiên y thì là cái người này khéo léo tạo ra tiền và làm những nghề liên quan tới sự khéo léo. Hỏi hẳn người này là bây giờ làm cái nghề gì, có liên quan tới những nghề như là buôn bán online, mỹ phẩm, spa, là những nghề làm đẹp. Khéo léo ra tiền. Làm nghề liên quan tới cái đẹp. Hỏi, nói chung là tất cả mọi chuyện khi mà mình bắt vô chỗ đó là mình phải cần sự hỏi khách có hay không, mình phải tương tác qua lại vậy. Rồi tiếp tới nữa là bây giờ thiên y tới lục sát, thiên y đi với lục sát nó có hai vấn đề xảy ra. Một là tiêu tiền cho gái, hai là tiêu tiền chi sửa soạn cho bản thân chân diện. Mà ông này nhắc tiêu tiền cho gái rồi, ví dụ như kiểm tra dãy số này phát hiện ngay từ đầu thì anh mọi người chỉ cần nói là hỏi thẳng luôn tiêu tiền cho gái. Còn ở đây là em nói như vậy là lý do gì mình mới á, nên mình ghi kỹ để cho anh chị có đủ cái phần kiến thức. Ví dụ như đặt trường hợp là không phải là cái ông trai này mà là những cái người mà nhỏ nhỏ, nhằm khi đôi lúc có nha, khách của em hồi xưa cũng là cái cung này mà em hỏi là bây giờ là anh nói, một là anh nói chi tiêu tiền cho gái, hai là chi tiêu tiền cho bản thân đó, anh nó xảy ra thất thoát tài chính như vậy thì ổng vẫn không nói gì. Nhưng mà sau này giờ ổng vẫn thai sim nha, ổng vẫn thai sim, cái một thời gian sau ổng liên hệ ổng hỏi em ơi cái ngày đó em nói với anh đó hả, là cái thiên y ví dụ lột xác như vậy nè, chi tiền cho gái hoặc là chân diện, mà sao anh đã đổi một sim mới rồi mà làm gì cái năng lượng cũ nó còn ảnh hưởng. Anh đi Sài Gòn anh sửa cái chân mày, anh sửa cái đôi chân mày, mà ổng nói là lúc cái giá là có 1,000,000 nè, nhưng mà ổng đi cái ngày đó sao mà người ta dụ ổng sao mà là sửa tới 6 triệu lần. Ổng nói thiệt cái ổng nói trời ơi có thể nào là có con sim cũ nó bị ứng không, mà tao nói nam nhân mà đi sửa cái chân mày vậy nó thấy xong rồi đó, hiểu giới tính của người ta luôn rồi đó, thiệt luôn. Bởi vậy mọi người phải hỏi, có nhiều người khác người ta không trả lời mình đâu á, và đôi lúc người ta không trả lời thật đâu, nhưng mà thực tế là những câu nói của mình nó hả là người ta nhớ hết trơn à, nó quan trọng lắm. Và cũng là như vậy nhiều người khác, tại vì cũng là trên la cộng đồng, em không kiểm tra cho những cái anh chị đó nhưng mà anh chị đó vẫn liên hệ em để rồi mua sim, mà người ta nói như vậy nè, người chị đã theo dõi em lâu dữ lắm rồi và theo dõi nhiều người khác nữa, nên gọi là chị biết thứ nhất là em kiểm tra rất là kỹ, và không những là mình cố tình, em là cố tình mà nói nhiều như vậy nè để cho những người khác người ta nghe, để rồi người có thể liên tưởng vô cái những cái dãy số tương tự của người ta, giống như mình đi dò người khác vậy đó. Nên mình kiểm tra kỹ như vậy là thứ nhất là cái người để người khác coi và cái lòng tin cho cái khách hiện tại. Bởi vậy giống như anh Hùng em nói là ví dụ giống như là mình nên lưu cái số điện thoại vô một cuốn để làm gì, mình để là mình về mình kết nối sau, chứ mình kiểm tra mình buông luôn là quên mất khách, kiểm tra cũng mệt mà chưa chắc là khách mua, nhưng mình phải giữ tiệm. Rồi bây giờ tiếp nha, thiên y đi với lục sát là tới gì nữa ta, lục sát đi với ngũ quỷ đó thì là mang u buồn. Mọi người cứ nhớ đơn giản thôi, nếu như đặt trường hợp đó mình đó hả mình cẩn thận thì mình móc tài liệu ra coi, còn nếu như mà mình không nhớ thì mình cứ nhớ nè, cái con lục sát mà nếu mà đứng sai vị trí bảo đảm là mang u buồn, cái con ngũ quỷ là đầu tư sai, thì cái người này á
là buồn phiền nhiều. Thoát về những cái suy tính. Đầu tư sai. Rồi con ngũ quỷ mà với lục sát nữa thì nó cũng y khung giống như vậy, và nó còn mang tới buồn phiền. Tiếp, dãy số này là cái dãy số u buồn. Và con lục sát và con ngũ quỷ, mọi người nhớ cái phần này là nó chắc luôn á, có khả năng rất là cao nha. Hôn nhân là dễ ly hôn lắm luôn, mà nó giật đi giật lại như vậy nè. Và đuôi lại là sinh khí. Đuôi sinh khí thì hồi nãy anh Hùng nói đúng rồi, tiền tài tiêu hao cho mối quan hệ xung quanh. Không tụ xong đó, cái chuyển quá xong cái tài vận rồi. Rồi bây giờ hả, là mình tới hôn nhân. Hôn nhân người này thì cắt khẩu cãi nhau nhiều, hôn nhân nè. Con ngũ quỷ là cắt khẩu cãi nhau, con lục sát là không cho chảy. Rồi hai con này đi chung, ly tán cao. Và với con này cái mệnh bệnh thì mình đánh nhận với con lục sát và con ngũ quỷ, thì với con lục sát là u buồn ức ức, là suy nghĩ nhiều, là nói chung là những cái bệnh về tinh thần. Con ngũ quỷ cũng là những cái bệnh về tinh thần, u uất nhiều. Tiên nhớ cái con lục sát á hả, là cái bệnh liên quan, cái tính cách liên quan sao? U uất làm sao? Con là của em nè. Tắt cái mi rồi, em tắt cái mi Quên. Bệnh về da. rồi. Ông là da xấu lắm, chắc ông đổ không quá. Thì hỏi đại đi. Khó Dạ lắm nha. Rồi tiếp. dạ vậy hết rồi, anh như ổng là đàn ông hiện phận như đó à. Phụ nữ mà thì có buồng trứng tử cung. Bệnh về da, bệnh gì dạ dày, suy nghĩ, ý là chị hỏi á, suy nghĩ kìa. Cái con này á là hả, về bệnh stress nè, suy nghĩ nè, diễn nè, diễn tâm lý diễn lên nè. Đúng không? Suy diễn hay suy diễn để rồi hay dễ bệnh tinh thần, dễ bệnh stress. Rồi. Đánh điện vô hai con đó. Rồi những con sinh khí với thiên y nó cũng nhỏ thôi nên nó cũng không quan trọng đâu. Rồi. Kết lại một cái dãy số. Dãy số này là dãy số hao tài út út. Hao tài. Tại vì hỏi cái chỗ bệnh là em đi là bệnh tâm hoa tư nghĩ nhiều chết, bệnh da dạ dày gì đó là ngủ yên hay lập xác. Ngũ quỷ là bệnh tinh thần. Ngũ quỷ với lục sát đều là bệnh tinh thần. Nha, ngũ quỷ lục sát đều là bệnh tinh thần. Con ngũ quỷ là quá suy nghĩ nhiều làm tới nhức đầu. Cái con lục sát đó là cũng suy nghĩ nhiều nữa, mà thêm cái phần suy diễn nữa. Suy diễn lên rồi nó bị stress. Có những cái bệnh là mọi người phải nhớ cái phần lý do gì đâu, như vậy thì sẽ dễ nhớ hơn. Đó là hai con nó đều có cái bệnh này chung rồi. Nhưng mà chỉ khác nhau nha, khác nhau là cái con á hả, là hả, suy nghĩ mệt mỏi, còn kia kìa nó stress luôn, nó stress gì nó tự nó suy diễn.
hỏi tiên có phải không, có phải là con lục soát cái chuyện nhỏ mà nó diễn ra cho nó lớn Ừ. lên. Con này là tiên nó hiểu nhất nè. Đây tổng lợi giải số 2 bài u buồn hôn nhân xấu sập. Được trên hồng. Chụp hình này lại hay gì vậy? Đúng rồi. Chụp đi. Không. Rồi vậy là cái phần này à. Phần này vậy đã xong chính Hồng Minh anh Hùng, cái phần này vậy được chưa? Ok em ơi, Dạ thì đó cảm ơn em kiểm tra chậm chậm nhiều. lại để Tại vì sau sau những bài học này anh nghiệm ra rằng là anh còn nhiều thiếu sót quá. Chứ mỗi bài học như vậy nó củng cố hơn, hoàn thiện, giúp cho anh hơn nhiều lắm. dạ thì đó thì hồi hôm qua em Từ đang ở ví dụ như ngoài. là anh chỉ thấy đơn giản, ví dụ như từ nhiều đến ít nè, rồi khen trước chê sau này, rồi tổng hợp những cái mà nó nói chung là cái mạnh trước và yếu sau, ví dụ như vậy, nó có những quy luật như vậy thì anh thấy là nó rất là khoa học và nó cũng cũng dễ thuyết phục người nghe hơn. Dạ đúng rồi. Và lúc nào cũng vậy thì mình cái vận trình cuộc đời của người ta mà mọi người lúc nào cũng vậy, mọi người nên tìm một cái mấu chốt của cái dãy số. Cái dãy số này là mấu chốt là cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà giữa giữa gái với đầu tư thất mà. Đánh mạnh như thế này làm gì là mình cũng phải tìm ra được cái mấu chốt của dãy số sau những cái mà mạnh yếu là em nói, và mình nên tìm cái mấu chốt mình quấy sâu vào cái đó nó sẽ đạt chất lượng hơn là mình nói chung 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 nhiều thứ rồi đó, nó không có điểm gì gọi là điểm nhấn, nó là như vậy. Đây bữa nay như vậy là được cho anh chị còn hỏi em về phần nào đó không, nhưng mà làm gì làm anh chị cũng phải coi tài liệu, tại vì những cái như là những cái từ trường đó thì em thấy trong tài liệu rồi nên mình không có không có chia sẻ lại, nhưng mà em sẽ trực tiếp kiểm tra những con số để rồi thực tiễn luôn. Cái nào anh chị thắc mắc anh chị cứ hỏi em. Thì hôm nay như vậy là mình ổn chưa mọi người? Mọi người tương tác đi, mọi người mở hình đi. Mở hình đi chị Hường đẹp gái nè. Chị À, chị Toàn, chị Toàn, hôm nay dễ không chị Toàn? Sao chị Toàn? mình thấy học cũng vào vào ấy. Tại vì em thứ nhất là em kiểm tra kỹ chậm chậm để cho mọi người nắm bắt. Với lại là như vậy rồi nó sẽ dễ hơn. Chứ mọi người sau này mọi người quen rồi em kiểm tra khách lẹ lắm. Cũng không nói, em muốn nói chậm chậm vậy đâu. Đi từng bước cho mọi người. Thì đó, thì mọi người nào không hiểu thì cứ liên hệ hỏi em. Thì tài liệu nhờ là những cái clip, những cái video mình nên đừng có bỏ qua những cái nào là cũng là rất là cơ bản luôn á. Coi kỹ. Vậy là bữa nay như vậy là mình ngưng được cho mọi người. Cảm Ok. ơn em rất Vậy bây giờ mình nhiều. mở hình lên mình chụp một 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 boy được không? Ngày mai mình tham gia nữa ha. Một tuần em cố gắng đào tạo mọi người 2 ngày rồi để dành cho thời gian cho thầy nữa, rồi để về dành thời gian cho mọi người hoạt động nữa. 2 ngày là bị ít rồi đó. Đúng ra là phải nhiều hơn. Mà anh chị nhé, nếu như mà anh chị cảm giác ít quá thì anh chị cứ nói, còn em sợ mọi người mình nhiều việc quá. Chứ team mình hiện tại là bữa nay nội vô 4 5 người đó, em phải sắp lịch lại cho mọi người kia nữa coi như thế nào phù hợp với 2 giờ không, nếu mà không phù hợp 2 giờ là phải kéo thêm buổi tối nữa để cho mọi người đều hả phải ra kết quả hết. Anh Hùng hỏi chị Hường coi á, hả là chị Hường bữa nay ngày thứ 2 bà chốt con sim rồi kìa, anh hỏi bí quyết của bả đi. Giấu âm thanh À, duyên luôn nó đúng rồi, chị bí quyết thì Hường, chắc là có duyên. đúng là như vậy, cái này là có duyên, bởi vì mình cứ giao duyên thoải mái. À, thôi bây giờ mình chụp một Anh gieo mấy đêm liền có thấy nó mọc lên gì đâu. chưa được hồi hôm em vô rồi coi chưa được, chưa chưa có đánh mạnh vô, chưa có tìm được cái điểm nhấn. Anh tìm được cái điểm nhấn của khách đi là ok.
Ok. Ừ. Hôm qua cũng hai khách đòi mua sim, cuối cùng TikTok anh ấy bị đứt, chẳng liên hệ được. Họ nói họ Lại vô tiếc từ anh nhở. cũng mua hết. Họ nói bị chặn, bị chiếc thì không tìm thấy số điện thoại để liên lạc. Anh ghi cái số của người ta lại, mình liên kết giúp lần. Ok, anh sẽ làm vậy. Dạ, tại vì mình ghi cố tình á, mình lấy thông tin, có gì cũng vậy, mình chạy quảng cáo hay mình làm tất cả mọi cái vấn đề gì đó, mình bỏ công ra mình làm đều có mục đích, đều có lý do, và mình cũng phải giữ khách, cái gì là cái giữ khách tiệp lại cho mình. Rồi thôi em xin phép chụp hình một đôi nha anh Quân, nhưng biết ông treo máy cái gì vậy chứ không mở hình này. Rồi em chụp hình nha mọi người. Anh em rồi mọi người tranh thủ nha, tranh thủ cố gắng mà tham gia để rồi cho cứng ra kết quả. Cái anh chị mà ra kết quả em vui lắm á. Anh Hùng là quá chuẩn luôn rồi đó, cái giọng anh Hùng rất là chuẩn luôn nè, mọi người thấy, mọi người xác định không, cái giọng la la rất là chuẩn luôn, chỉ cái là nó cái phần mà sâu sắc á, nó chưa bị sâu, nó chưa được sâu. Và giống như là có những cái giống như hồi nãy con quỷ với con tiện mệnh anh lộn qua anh lộn lại như vậy, là ví dụ như đặt trường hợp là mình nghe là mình biết là nó không đúng rồi đó, thì khi mà cái người ta đã từng trải qua những cái giai đoạn đó dĩ nhiên như vậy rồi, giống như hôm qua em không tương tác nữa. Và nhưng mà em khuyên anh, khi mà mình kiểm tra đúng rồi á, không tương tác mình bỏ qua, giống như là em nói đó, bỏ qua để làm gì, có những cái sẽ có sai tại vì người ta sử dụng hai ba con số là sẽ sai. Giống như là hôm qua em kiểm tra dãy số cho anh em đó, anh em nhớ không, cái anh nó đâu có đúng đâu, đúng không Đúng rồi, không không đúng đâu. thì đâu có đúng đâu. Rồi bây giờ mình phải hỏi, nếu như mà không đúng mình phải hỏi còn sử dụng cái dãy số nào nữa hay không, đó là một cái vấn đề. Và cái vấn đề thứ hai nữa, cái mệnh trên căn cước công dân, hồi hôm qua là tặng cái mệnh trên cái dãy căn cước công dân, coi ra cái mệnh là nó y khuôn đúng không anh, tức kết hợp hai cái đó nên từng sao em đào tạo lại cái phần căn cước công dân để rồi cho anh Đây chị là ai nha. vậy? Rồi con gái mấy mấy tuổi gì tạm, Con nhà mình 8 tuổi. mấy đứa Nhà vợ chồng mình được ba đứa, ít trong bé này là bé thứ mấy? ỏi lắm. Anh nhà cô chào con, bé thứ mấy? Bé Thứ thứ hai hai à? Con con gái chào cũng các 8 bác. tuổi. Cô chào con gái cũng 8 tuổi này, đi học chưa về? À. Là hôm nay con đi thi, Con đi thi chỗ, con đi sớm vậy? là thi lên lớp 3. Wow, gọi đậu hay Rớt. đậu chưa, Con chưa có điểm ạ. con tự muốn chấm, con chấm con làm được không? Dạ có, bài đề bài dễ lắm ạ. Wow, bài dễ lắm thì là ngon rồi, chắc đậu rồi. Học sao giỏi hơn cha chân mẹ luôn con. Nhưng mỗi tội là hơi chậm tí. Hơi chậm đó hả? Đâu có được Vâng. chậm, phải chạy lẹ lắm. Hơi chậm như vẫn còn thừa mấy phút mới lục bài. Nên là lúc lúc đấy may là nhanh. Lanh hơn con em nữa, con em nhắc thích rồi. Đó, hy vọng là có cơ hội mà mình đã hả tham gia hợp hệ thống đó anh chị, hả là tham gia nhà hệ Nạn thống nhân mình cho á, mà. khi tham gia ha là không những, trời ơi bà Sáu bà dẫn con bà đi nữa đó, vui lắm. Nói chung là bên hệ thống mình á hả, mọi người tham gia từ từ mọi người sẽ thấy tình cảm thân thiết lắm, không những là tem của mình mà tất cả hệ thống luôn, anh chị rất là yêu thương nhau. Nói chung là mình cần sự hồi gì là hỗ trợ hết trơn à. Hy vọng là mọi người hả sẽ càng ngày càng phát triển bên bộ môn này để rồi cho mình á thân càng ngày càng thân thiết hơn nha. Rồi thôi vậy bữa nay mình ngưng ở đây nha, bữa nay em cũng họp người mới hơi bị nhiều, tới lịch ca tối còn nhiều nữa. Rồi mọi người khi nào mà người mới vô mọi người nhớ là chào đón người mới hộ em nha. Rồi dạ Em vâng, thủ lĩnh siêu đỉnh luôn. trời ơi, ở hệ thống mình còn nhiều người giỏi lắm, còn nhiều người giỏi lắm, nhưng mà quan trọng anh chị ai cũng giỏi hết trơn, mình mỗi người sẽ có một cái tiềm năng riêng. Giống như Tiên nè, bữa trước nè thầy kêu kiểm tra số, kiểm tra không được tới chừng tối một xíu nó lên live, nó kiểm tra cho cái ông đó cũng là cái con ngũ quỷ, nó cứ hở người ta số
Anh suy nghĩ nhiều lắm phải không? Anh đa nghi lắm phải không? Sao hồi bữa đó không hỏi thầy vậy? Cười Không muốn biết, cái gì vậy? tự nhiên đang ngồi, cái tự nhiên cái thầy kêu phát biểu ý kiến, Bớt bớt ra ông vào. hết hồn luôn, hết hồn, hết quên ngang luôn, không nhớ cái gì đã phát biểu luôn. Là mọi người cười chị quá trời luôn, trời đất ơi, cái gì đâu, truyền nhân của Lưu Mộng Đào cũng chết luôn. Mọi người cứ tham gia đi thầy, rất là nếu như mà ai mà chịu mà không phát huy thầy hỗ trợ nhiều lắm. Rồi vậy thôi, bữa nay mình ngưng đây nha, mình hẹn ngày mai 2 giờ nữa nha. Rồi em chào anh chị. Anh Hùng tốt nha, anh Hùng mới là chiếu mạnh nha, anh Ok, nhanh đó. hết Để rồi. anh tài liệu ra, cái bắt đầu mình coi từ từ, coi từ từ là ra, mình chậm chút xíu, nhưng mình chậm cho khách chút xíu không sao hết trơn á, nhưng mà Chào mình chú sấy sâu vô cái chỗ nào đó anh mình nhanh thấy hết mụn vô là ok. Chào con. nên nhiều